Điều đầu tiên là cảm ơn người nhạc sĩ mà quý vị vừa xem qua ca khúc Cảm Ơn Mẹ là anh Trần Ngô Phúc Vũ đã gửi gắm tấm lòng của mình, sự yêu thương của mình dành cho người mẹ. Và cũng giống như chúng ta, mỗi cuộc đời của chúng ta, cái người mà gần gũi nhất và cũng là người đồng hành, người bạn thân thiết nhất là mẹ của mình. Như Khoa vừa nói thì đương nhiên trong mỗi chúng ta, khi chúng ta trải qua những cái mất mát, chúng ta mới cảm thấy tiếc. Bởi vì mình, tại sao lúc đó mình lại không quý những cái giây phút mình ở bên cạnh mẹ? Đương nhiên không riêng gì như Quỳnh đâu, mình cũng tin tất cả các bạn sẽ có cảm xúc như vậy. Thì thôi thì mỗi ngày mình sẽ cố gắng sống tốt hơn, năng lượng hơn, để cho dù mẹ mình ở đâu đó cũng sẽ thấy vui và hãnh diện, bởi vì thấy con mình thành công, mạnh khỏe, yêu đời, vui và hạnh phúc. Có lẽ rằng đó là tất cả những gì người mẹ mong mỏi nhất. Vậy thì Như Quỳnh xin được mến chúc tất cả các fan, các bạn trẻ ở đây, các anh chị phóng viên báo chí, toàn bộ ekip thực hiện chương trình, tác giả và nhất là các bạn tại Đôi Dép đã chuẩn bị một cái không gian rất là ấm cúng cho Như Quỳnh được gặp gỡ mọi người. Hãy thành công, các bạn thành công thì các bạn sẽ chứng minh được giá trị con người của mình, và điều đó là điều cha mẹ của chúng ta mong mỏi nhất. Để không làm mất thời gian nhiều của mọi người ha, và Khoa cũng cảm ơn ekip của các bạn trẻ, đặc biệt là đạo diễn trẻ Đường Minh Nhật, em ngồi ở trong á, em chuyên làm những cái viral về về mang tính điện ảnh và đã dám nhận lời để mà thực hiện sản xuất cái MV này. Cảm ơn ekip cũng như cảm ơn đạo diễn Minh Nhật ha, cảm ơn nha. Xin cho phép mình nói, đương nhiên nó có rất nhiều thiếu sót và các bạn sẽ thắc mắc tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Nhưng nói chung nếu mọi thắc mắc và ưu tư xin hãy gọi 1-800 Phạm Trọng Khoa sẽ được giải đáp tất cả những ưu tư và cái phiền muộn của các bạn. Nếu như chương trình đúng ra Cảm Ơn Mẹ sẽ làm tốt hơn. À, đặc biệt nữa là cảm ơn chị Kim Xuân, nghệ sĩ Kim Xuân là người đã nhận lời để mà giúp cho Như Quỳnh và ekip trong ca khúc này. Ekip thì phải nói là cũng rất là cực và rất là khó nhọc, chuẩn bị rất nhiều. Cũng cảm ơn Mimi, cảm ơn các bạn nhà trẻ khác nữa. Nhiều lắm mà Quỳnh không thể nói tên được hết đâu. Thì coi như là nếu có thiếu ai thì cho Như Quỳnh một cái nợ vậy, lần sau mình lại uống cà phê tiếp. Vậy câu hỏi cho các anh chị phóng viên cũng rất khó trả lời. Trên Philip lên để lấy hơi hả chị ạ? Không có. Đừng cười như Quỳnh nha, tại vì có gì, tại vì Quỳnh không muốn tạo một cái không khí nó quá căng thẳng thôi. Cảm ơn Lệ, là thật sự mà nói thì cảm xúc thì nếu mà nói ở nơi đâu có người Việt thì nơi đó Quỳnh rất trân trọng và cảm ơn. Và điều đầu tiên thì nói gì thì nói, khi xa quê được hát cho cộng đồng Việt ở xa xứ thì đó cũng là một cái cảm xúc rất tự nhiên và rất thật. Bởi vì không được đầy đủ như bây giờ, không được đầy đủ như bây giờ, nhưng mà mình hát với nỗi niềm, một tâm trạng, nó nỗi niềm có thể nó không kỹ thuật, nó không được trau dồi kỹ thuật như hiện tại, nhưng mà mình được gặp người đồng hương coi như đó là một cái niềm hạnh phúc, đúng không? Không thể phủ nhận. Nhưng khi mà được duyên trở lại quê hương của mình thì phải nói cái niềm vui nó nhân đôi. Bởi vì không được, không những là được hát trên quê hương mà lại còn được trau dồi nữa trong cái nghề nghiệp của mình. Nói gì thì nói, văn ôn võ luyện, điều đó lúc nào cũng phải có. Và khi gặp gỡ các fan, các bạn bè của mình, khi mình hát, mình cũng hát với một cảm xúc. Đương nhiên, cái cảm xúc đó
nó cũng phải thật tự nhiên, và nó không có, có lẽ là như Quỳnh cũng được may mắn là mọi người không nghĩ, không muốn Quỳnh hát quá kỹ thuật, hát cứ cứ nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, cho dù rất là nhiều cái sai sót và cái lỗi lầm, nhưng mà Quỳnh cảm thấy là như vậy thì mỗi bước đi của Như Quỳnh lại có cái sự thay đổi, và cái quan trọng nhất như Lệ nói là mình lại được đón nhận một cách không ngờ thôi. Bởi vì ai rồi cũng có một cái khoảng thời gian hoàng kim nhất của mình, khi qua rồi nếu mà có đi được hay không và tồn tại được hay không, đó là cái điều rất khó. Nhưng đây là một trong những nơi mà Như Quỳnh đã được nuôi dưỡng thêm, và Như Quỳnh được sống lại thêm, cho nên là chỉ biết nói lời cảm ơn Lệ, là Lệ đã tạo cơ hội cho Quỳnh, và cảm ơn tất cả các em cũng như các bạn bè đã cho Như Quỳnh được đứng đây và được hát. Hy vọng rằng Quỳnh sẽ sống thêm nhiều năm nữa để có thể hát cho tất cả mọi người. Sẽ Mình cũng không ngờ, lâu quá cũng không dám đếm tuổi của mình. Khi mà nghe các bạn trẻ nói à, con đi coi chương trình, à, mẹ con nè, à, bà con, cố của con thích nhạc của cô lắm, vì không biết phải trả lời sao đây. Cũng rất là vui, nhưng mà không, và cái vui nhất là những cái thế hệ tiếp nối lại lắng nghe những dòng nhạc bolero nói chung như vậy, thì phải nói là Quỳnh mới ao ước là thôi mình trẻ thêm 5 năm, 10 năm nữa để hát cho tất cả các bạn trẻ này nghe. Như vậy thì có lẽ sẽ thành công hơn á. Và hẹn lại uống trà, về nhất là tới đôi dép nha. Mình uống trà nha. Đào Dạ. tạo. Có ai là câu hỏi liên quan gửi cho em biết đến cho mọi người ạ? Thật sự là cái nuối tiếc nhất là Quỳnh đã không, gọi là như thế nào, rất muốn mẹ mình thấy được sự may mắn và thành công của Quỳnh ngày hôm nay. Nói thì muốn nói rất là nhiều, nhưng mà thôi thì chỉ mong là mẹ của Quỳnh ở trên cao sẽ mỉm cười và sẽ thấy Quỳnh đã sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn và được mọi người thương yêu hơn. Còn với vai trò của một người làm mẹ, Quỳnh cũng cảm thấy tiếc nuối là bởi vì với cuộc sống đi lưu diễn, đi đây đi đó, thì gần con cũng không phải là một điều dễ dàng. Chẳng nhẽ là khi mình đi xa, mình phải mang con mình theo, như vậy cũng rất khó, bởi vì các bạn trẻ phải đi học, phải đi học, và mình chỉ gần con qua những công nghệ sau này là FaceTime và trao đổi với con về công việc của mình, làm sao cho con nó tự hào về mình, vui vì mình, vì mẹ của mình và hãnh diện nữa, bởi vì đó là những cái điều mà không dễ dàng gì thực hiện, rất khó đối với Như Quỳnh nha, phải nói rất khó. Nhưng ngày hôm nay Quỳnh có thể mỉm cười và có thể khoe với tất cả mọi người rằng ngày hôm nay nụ cười mình mới thật sự là được trọn vẹn. Mình nói vui nha, là tại vì Hà ơi, phải nói là cái những ca khúc cũ bao giờ nó cũng đã có được một cái, thứ nhất nó trải qua những cái năm tháng lịch sử, và nó cũng có những cái nỗi niềm cũng như tâm sự của những người nhạc sĩ vào thời đó, từ tình yêu, trạng thái cảm xúc, dòng thời gian và biết bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống. Chắc chắn phải có rất nhiều ý tưởng, và nó là cái bằng chứng những cái bài hát mà Hà và các bạn đã nghe, chẳng hạn như bài Phố Đêm, Những Ngày Xưa Thân Ái, vân vân, Dấu Chân Kỷ Niệm, Chuyện Tình Không Dĩ Vãng. Người nhạc sĩ nào cũng có cái lời tự sự, cái tâm sự của mình, những nỗi niềm là có khi nó giấu trong tận đáy lòng, nhưng mà họ không có thể nói ra, viết lên thành những cái ca khúc, những cái nỗi niềm. Đương nhiên nếu mà với cái tuổi đời của
tụi mình như thế này, thì mình sẽ chọn những cái ca khúc mà nó đã gắn liền và đi sâu trong cái tâm thức của mình với những cái thế hệ năm nào. Không có phải vì như vậy mà Quỳnh nghĩ là những ca khúc sau này không có được nổi tiếng, không có phải là những bài hát nó không sâu sắc, có chứ. Nhưng phải nói là bây giờ với cái thời điểm hiện tại thì những dòng nhạc bolero thì hơi nhiều đó. Đối với Như Quỳnh nha, cũng có những ca khúc cũng xuất sắc, cũng có những ca khúc dễ nghe, nhưng nó cũng có cái khó là phải đúng những cái dòng gọi là cái chất giọng của mỗi người ca sĩ. Thì như vậy thì nó sẽ, mỗi người ca sĩ nó có thể phù hợp với một vài ca khúc nào đó với thời điểm hiện tại. Như Quỳnh đang nói thời điểm hiện tại thì có thể những các bạn trẻ họ sẽ chuyển tải được hơn Như Quỳnh chẳng hạn, bởi vì các bạn đang sống trong cái thời thế thanh bình. Đối với Như Quỳnh nha, thì với cuộc đời và những cái gì mà Như Quỳnh đã trải qua thì có lẽ là 70% Quỳnh hát những ca khúc dòng nhạc của các chú các bác về thời trước nhiều. Gần đây thì có nhạc sĩ Thái Thịnh, Duyên Phận hay là Lên Đinh Phận Buồn, rồi những ca khúc của Hamlet, Trương Lan và Điệp Bố cũng khá là, Như Quỳnh cũng khá là tâm đắc, cũng khá là ưng ý. Quỳnh phải nói là tất cả những người thương yêu những dòng nhạc bolero đó càng ngày làm cho Như Quỳnh tăng thêm cái niềm tin và cái sự tự tin của mình trong cái cách trình diễn của mình nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì chỉ có một điều, Như Quỳnh vốn dĩ thích dòng nhạc bolero bởi vì nó buồn, và có lẽ nó vận vào cuộc đời của mình nhiều hơn, cho nên là đó là một trong những lý do Quỳnh hát bolero và những nhạc phẩm mẹ khá nhiều trong nước. Điều đó đối với Như Quỳnh rất khó, bởi vì sự kết hợp từ bên kia tới bên này và làm việc trong thời gian quá cấp bách. Các bạn có biết live show ở nhà hát Hòa Bình là Quỳnh và toàn thể các bạn ekip nhận được cái sân khấu chỉ trong có một, trước một ngày thôi, mà các bạn biết vừa tập nhạc rất là cho Quỳnh than vãn trước nha, là các bạn mà thực hiện chương trình rất là mệt mỏi, khó khăn vô cùng. Chưa kể đó là sự tập dần từ ekip nhảy thực hiện chương trình, có những cái sự thay đổi về ca sĩ chẳng hạn, mình cũng nói thẳng luôn, bởi vì có nhiều cái sự lo lắng và ưu tư của các bạn cùng diễn chung sân khấu với mình, bởi vì các bạn có thể cảm thấy không an toàn và cảm thấy lần đầu tiên chẳng hạn sự kết hợp nó sẽ không có được hoàn mỹ. Nhưng như thế nào hoàn mỹ thì tùy trong cái sự đánh giá và cái nhìn nhận của mọi người. Bản thân Quỳnh cũng sẽ xin được ghi nhận những điều đó. Thú thật, Quỳnh cũng có đọc những cái comment cũng khá là tiêu cực và cũng khá là bức xúc. Có lẽ là các bạn và những người đã thương mình một cách rất nhiều, cho nên sẽ đòi hỏi Quỳnh cũng rất nặng. Nhưng để quân bình được cái cán cân đó không phải dễ, không dễ chút nào cả. Bởi vì bước lên sân khấu, mình phải quên hết, tập trung chương trình, chẳng hạn sự kết hợp của những ca sĩ trong chương trình như thế nào cho nó phù hợp. Có thể 50% phù hợp với khán giả nào đó, 50% còn lại các bạn sẽ hoàn toàn không thích và có những cái điều bức xúc, chẳng hạn như Quỳnh đã nói. Đương nhiên Quỳnh ghi nhận để chi, lần tới nếu có làm, mình sẽ cẩn thận hơn và mình sẽ chú tâm hơn, đúng không? Để làm sao để dung hòa được cái chương trình và làm sao đáp ứng được sự thương yêu của tất cả mọi người. Coi vậy chứ, khó khăn vô cùng, khó lắm. Bởi vì một chương trình, thứ nhất là Quỳnh vừa rồi sau chương trình bắt cấp của Trung tâm Thúy Nga, Quỳnh mới được quảng bá
chẳng hạn, mới được quảng cáo mà các bạn biết, quảng cáo trong vòng chưa tới một tháng thì chất lượng chương trình, sự kết hợp của các ca sĩ làm như thế nào đây, thay đổi liên tục. Các bạn cũng biết là chúng tôi phải làm rất cực khổ liên tục, một bài ngày hôm nay, ngày hôm sau không thể thực hiện được, lại phải thay đổi, và thay đổi cho tới ngày trình diễn live show luôn. Những giọt nước mắt của chúng tôi đã rơi rất nhiều, bởi vì chỉ sợ ngày hôm đó lỡ như có một chuyện gì đó trục trặc xảy ra từ trong ekip thực hiện chẳng hạn. Và bản thân Như Quỳnh kéo dài một chương trình 5 tiếng đồng hồ đi, thì lỡ như nó có một cái điều biến cố gì đó thì chương trình sẽ ra làm sao, và các bạn diễn của mình như thế nào, làm sao tạo được cái niềm tin. Tôi không phải là tôi than vãn một cách để cho các bạn, để các bạn thấy là tôi chỉ biết than, nhưng mà đằng sau đó các bạn ơi, làm một chương trình live show không dễ dàng chút xíu. Tâm lý của người bạn diễn của mình cũng vậy, bản thân Như Quỳnh cũng thế, nhạc sĩ, hòa âm, dàn dựng sân khấu, biết bao nhiêu việc mà chúng tôi chỉ lấy được sân khấu Trong Hồng có một ngày, đó là ngày đêm trước thôi, và tất cả mọi người gần như là thức đêm thức hôm liên tục. Bản thân Như Quỳnh thì không nói đâu, bởi vì Quỳnh chỉ có trách nhiệm mà lên hát thôi, nhưng những người dàn dựng hỗ trợ đằng sau lưng Như Quỳnh, họ gần như không ngủ, lên kế hoạch, lên chương trình, mình chỉ thấy trên computer, đúng không? Vì ở xa, Như Quỳnh không ở thường xuyên, chẳng hạn như ở đây, thì phải có cái sự kết nối, nhìn qua hình ảnh, qua FaceTime, nói chuyện với nhau, để gút lại, cuối cùng mình sẽ chọn gì và làm gì, làm sao được. Đương nhiên như là Thanh đã nói, các bạn sẽ không hài lòng được đâu. Nhưng đối với bản thân Như Quỳnh và ekip, thật lòng tụi mình đã cố gắng hết sức và đang cố gắng đi từng bước một, chứ không có phải đơn thuần là mình có nhà tài trợ chẳng hạn, mình đã được cái sự bắt cấp của khán giả thương yêu, nhưng mà còn cần rất nhiều thứ các bạn, còn cần rất nhiều thứ: âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, chương trình, biên tập chương trình. Một chương trình live show đâu có phải giống như quay hình bình thường đâu. Tại vì mình phải trình diễn, mình set up cái âm thanh, cái in-ear nghe, tập dợp với ban nhạc từ sáng tới chiều tối, chứ trong vòng vỏn vẹn mấy tiếng, khó khăn đối với chúng tôi lắm. Nhưng hy vọng sẽ cố gắng ghi nhận đóng góp của các bạn, và nhất là Thanh đã góp ý với mình và toàn bộ ekip sẽ làm hết tất cả khả năng, không phải để lấy lòng nữa, mà là sự chất lượng của chương trình. Và xin hãy yêu thương tất cả các bạn diễn của Như Quỳnh trong đêm đó, bởi vì họ giúp cho Như Quỳnh rất nhiều. Một lần nữa, Như Quỳnh xin được thay mặt các bạn ấy cảm ơn mọi người.